kích thước hộp xe đạp. Tôi đã username mà mua xe đạp ngành thể thao và dã ngoại sản phẩm là xe đạp. Và đo kích cỡ. Bao nhiêu? 140. Nó ra chiều này đi. 22. Màu đo từ dưới chân lên. Đo từ dưới chân lên để cô còn đọc số. Bảy bảy rồi, kích cỡ là 140 x 22 x 17 cm.